Vô Ưu Độ là tác phẩm cổ trang lấy đề tài kỳ ảo và thần quái làm chủ đạo. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bán Hạ. Trong phim, Nhậm Gia luân hóa thân thành âm dương sư, Tuyên Dạ có pháp lực cao cường. Đồng hành cùng anh là nữ chính Tống Tổ Nhi, vai Bán Hạ. Lần này cô vào vai cô gái sở hữu đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được linh hồn. Cả hai tìm thấy được sự đồng điệu và cùng nhau lên đường, trừ yêu diệt ma. Bên cạnh đó cũng khai thác câu chuyện đằng sau những oán linh và giúp họ siêu thoát.